Thưa quý vị, thời điểm Tết đến xuân về thì các ca ngộ độc rượu nhập viện lại bắt đầu gia tăng. Trong những ngày vừa qua, khoa cấp cứu và chống độc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp liên tục tiếp nhận trường hợp ngộ độc rượu và hội chứng cai rượu nguy hiểm đến tính mạng. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên chương trình. Bệnh nhân 46 tuổi này có tiền sử uống rượu hơn 20 năm, trung bình uống là 400-500ml rượu một ngày. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bệnh nhân không thể dung nạp được rượu. Khi uống xuất hiện cơn co giật toàn thân, có mất ý thức và suy hô hấp nên được đưa vào viện cấp cứu. Sau 3 ngày điều trị tại khoa cấp cứu và chống độc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định hơn, nhưng tổn thương não và gan do rượu thì vẫn còn nặng. Mình thấy nó quá hại chứ. Không biết làm thế nào, chẳng qua là do mình cái rượu nó ngấm mình vào nhìn quá nhiều rồi. Kể cả bây giờ mình có uống ít chăng nữa, nhưng mà kiểu cái lượng rượu nó ngấm từ ngày xưa ấy. Cho nên là nó tổn thọ, tổn hại đến từ ngày trước rồi. 30 giường bệnh tại khoa cấp cứu, 1/3 trong số đó điều trị các bệnh có hội chứng cai rượu và ngộ độc rượu khác. Đây cũng là trường hợp bệnh nhân nghiện rượu lâu năm với khoảng thời gian tính bằng chục năm. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, viêm phổi, suy kiệt. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tổn thương gan do rượu và tổn thương hệ thần kinh ngoại biên. Uống cả ngày cả đêm, uống coi như là nước trắng. Đấy, uống suốt ngày, suốt đêm. Đấy, thì nếu mà nó say quá, những ngày nào nó say quá thì nó mệt, thì ốm. Nhưng mà những ngày ốm mà không uống được, xong bắt đầu khỏi ốm tỉnh thì nó lại một hai lon bia, xong dần thì lại một hai chén rượu. Thế cứ thế bắt đầu là say dần, cứ uống triền miên. Rất nhiều bệnh nhân đã được chẩn đoán cái ung thư gan trên nền bệnh nhân nghiện rượu hay là các cái tổn thương về toàn bộ hệ thần kinh ngoại biên do là cái rượu nó làm cho bệnh nhân ăn uống kém, dẫn đến thiếu hấp thu các cái yếu tố vi lượng và làm cho bệnh nhân bị teo cơ, bị tê bì, bị rối loạn cảm giác ở ngoài da rất là nhiều. Đồng thời thì cái hệ miễn dịch của bệnh nhân bị suy giảm nên các bệnh nhân rất dễ các cái tình trạng nhiễm trùng nặng và trầm trọng và phải vào viện để cấp cứu. Các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo kể cả rượu thông thường nhưng khi uống quá nhiều cũng rất nguy hiểm. Vì thế người dân hãy hạn chế uống rượu ít nhất có thể, bởi năm nào hầu như cũng có những trường hợp phải trả giá bằng mạng sống vì rượu.